hướng dẫn cho các bạn làm một cái kính vạn hoa tự chế. Kính vạn hoa cái này làm từ ba cái gương gương bẻ. Gương bẻ đây nè, ba cái gương ha. Ba cái gương ghép vào nhau nè, 1 2 3, ba cái gương ngoài chúng ta bọc cái miếng giấy lại ha. Đằng chỗ này là mình còn cái mặt này á, cái mặt này là mặt này chúng ta bọc cái giấy ni lông ha, xong chúng ta cho mấy cái vật vật đồ bằng nhựa cắt cắt nhỏ ra ha, cắt nhỏ ra chúng ta cho vào đây à, đó các bạn thấy không, đó đây là cái vật vật và đồ nhựa ha, ta cho vào đây đó. Thì khi giờ chúng ta nhìn vô trong đây chúng ta sẽ có cái những cái hình hoa văn rất là đẹp ha, hình hoa văn rất là đẹp đó, này để làm đồ chơi cho con nít cũng được, rất là hay. Bạn nào có nhu cầu làm thì cũng liên hệ mình làm cho. Cái này khoảng 20.000 một cái à. Khi chúng ta lắc thì nó sẽ có cái những cái hình hoa văn khác nhau. Đó, các bạn thấy không? Đó. Chúng ta lắc là đó. Thì nó sẽ có cái hình hoa văn khác nhau, thấy không? Đó, nó sẽ có hình hoa đó, chúng ta lắc cái hình hoa văn khác nhau ha. Đó. Đó, này có sẽ cái hình hoa văn khác nhau. Rất là đẹp ha, này đồ chơi cho con nít rất là hay. À. Rồi, xin chào mọi người. À. Anh có nhu cầu mua nhà đất khu vực Long An thì liên hệ với số điện thoại này. À. Hoặc là đây. Đây là hoặc là học dạy học thiết kế máy, thiết kế cơ khí. Hoặc là làm led quảng cáo, mà bảng led quảng cáo cho cửa shop thì liên hệ với tôi luôn. À. Rồi, xin chào các bạn.